dự án tăng cường hiệu quả thực thi và khai thác phát triển giá trị quyền sở hữu trí tuệ đối với tập đoàn diệt may việt nam đã chính thức được khởi động để đáp ứng yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng của việt nam vào nền kinh tế thế giới tại lễ khởi động lãnh đạo bộ khoa học công nghệ khẳng định tài sản trí tuệ đóng vai trò ngày càng quan trọng do đó bảo vệ khai thác và phát triển tốt tài sản trí tuệ là cơ sở để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tối đa hóa lợi nhuận và phát triển bền vững tuy nhiên bên cạnh những cơ hội mà thương mại tự do mang lại các sản phẩm diệt may Việt Nam cũng đang bị cạnh tranh gay gắt bởi các hàng rào kỹ thuật, thương mại với các chính sách bảo hộ hàng nội địa của nhiều quốc gia khi xuất khẩu ra nước ngoài. Vì vậy, dự án tăng cường hiệu quả thực thi và khai thác phát triển giá trị quyền sở hữu trí tuệ đối với tập đoàn diệt may Việt Nam do thanh tra Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ của chính phủ đã bắt đầu khởi động và triển khai. Mục tiêu của dự án là nâng cao nhận thức chung của tập đoàn diệt may Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên về thực thi xây dựng và phát triển giá trị quyền sở hữu trí tuệ nâng cao năng lực khai thác và phát triển giá trị quyền sở hữu trí tuệ đối với một số nhãn hiệu của một số công ty thành viên thuộc tập đoàn. Bên cạnh đó, dự án cũng được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp và nhận thức cộng đồng đối với việc người Việt Nam ưu tiên dùng hàng diệt may của các doanh nghiệp Việt Nam.